À, chào các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chợ Vĩnh Hội Đông, biên giới gần với Campuchia. Và chúng tôi đang tiếp cận nhà dân ở xã Vĩnh Hội Đông. Em xin giới thiệu, em là Miên. Miên nói tức có nghĩa là miên, nhưng mà đọc tiếng Việt gọi là Miên. Tiếng Campuchia đọc là miên. À, cho hỏi em là nén gì vậy? Em là nén gì? Nén sơ hào. Em là nén gì? Họ nén đúng không? Họ nén hả? Ừ. Ờ đúng rồi. Đó. Tại dân Campuchia thì có nữ của nó có hai họ, thường là hai họ. Họ nén là nhiều. Họ chim én. Nam là họ gì? Họ Chao. Chứ họ gì nữa ta? Họ Chao là họ cho 100 Chao. Có. Chao gì đó, Chao gì nhà Sara, Chao này Chao kia. Cháu cai hay là cháu không cai? Dân tộc Chăm là gì biết không? Cháu bột. Là Mohammed. Mohammed Charlie. Dân tộc Chăm là Mohammed nè, Marie nè. Rồi mắt gì đó, không có được nói đó. Vậy mình nói vậy là mình không có tôn trọng chủ quyền của người ta, nên mọi người nói vậy nhé. Không giờ mình đi lên trong cửa khẩu Campuchia mình chụp hình đi. Ở đây là quang cảnh xung quanh chợ Vĩnh Hội Đông nha các bạn. Ở đây thì người dân mua bán rất là sầm uất. Anh thấy quay cái cổng chợ các bạn. Bây giờ mình ra mới biết cái chợ với anh nhà. Bây giờ mình ra mình phỏng vấn mấy người Campuchia đi. Nó không có dám nói chuyện với em đâu. Rồi, trước mặt chúng ta là chợ Vĩnh Hội Đông này các bạn ơi. Đó. Đây có phải là lần đầu tiên Tùng đi đến chợ này không Tùng? Và đây là lần đầu tiên mà cũng là lần thứ 10 Tùng đã đến chợ Vĩnh Hội Đông này. Và hiện tại là khu vực này nó không có gì khác biệt các bạn. Chẳng qua là khu vực này thì hiện tại dịch giả thì nó sẽ ít hơn hồi xưa khi mà Tùng đã đến đây thôi. Nhưng mà nó cũng không thay đổi nhiều. Và thẳng tới đây chỉ là phía này là cửa khẩu của Vĩnh Hội Đông các bạn. Các bạn chỉ muốn một đòi là qua tới Đất Miên rồi. Trước đây là Tùng đến đây làm gì? Đến đây là để mua bán thú rừng các bạn. Nhưng mà bây giờ thú rừng đã hết rồi cho nên mình không có mua bán nữa. Nên dịch giả qua bây giờ qua bên Campuchia mình đi qua đây mình mua bán người tính đương sẽ đường xưa qua biên giới hả? Dạ em đi vỡ em lòng qua khôi luôn. Thư là lần đầu tiên đến đây phải không Thư? Dạ đúng rồi, anh đến đây dạ biết biên giới Campuchia là gì. Trước mặt chúng ta có một con sông, qua con sông nó là vẫn là ranh giới của nước Việt Nam chúng ta. Rồi qua thêm một con sông nữa thì lúc đó là bên thuộc địa phận Campuchia nha các bạn. Rồi. Trên đây thì nó cũng đa dạng, có nhiều đồ ăn ẩm thực cũng rất là ngon. Nếu có dịp nào các bạn ghé qua Vĩnh Hội Đông thì các bạn hãy một lần đến nơi đây để mà trải nghiệm ẩm thực cũng như là văn hóa của con người ở nơi đây. Thấy bán gì trơn mà không hỏi trải nghiệm ẩm thực vậy. Có em, tại em đi trễ thôi. Và đặc biệt ở đây gặp Campuchia nó có cái món đặc trưng là mắm bùa hóc nha mọi người. Món đó là đặc sản luôn các bạn ơi. Của Campuchia. Đó. Rồi bây giờ mình trở về trung tâm thương mại An Phú để mình ăn trưa nè. Rồi sau đó lên võng nằm nghỉ. Rồi buổi chiều tiếp tục cuộc hành trình. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha. Rồi bye bye các bạn.